Tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn đàn phụ nữ khởi nghiệp trên nền tảng số 2021 vừa được tổ chức đã mang đến nhiều cơ hội hơn đến những người phụ nữ có mong muốn theo đuổi và thành công trong sự nghiệp khởi nghiệp của mình chỉ với số vốn thấp. Diễn đàn do mạng lưới là nữ lãnh đạo quốc tế và công ty truyền thông và đầu tư Nam Hương tổ chức. Sự kiện là nơi giao lưu và kết nối kinh doanh giữa cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp, các huấn luyện viên và những người quan tâm đến việc khởi nghiệp trên nền tảng số để cùng học hỏi và trao đổi với nhau về con đường khởi nghiệp, đồng thời có cơ hội được nghe các chia sẻ về kinh nghiệm, khó khăn, cách giải quyết và con đường thành công của các nữ doanh nhân tiêu biểu nhất. Trong khuôn khổ diễn đàn còn diễn ra lễ công bố hợp tác và ký kết gói đầu tư 420 tỷ đồng hỗ trợ mạng lưới phụ nữ khởi nghiệp giữa Nam Hương Group và Ichi Việt Nam.